Trang và Hoàng Hải mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, một chữ nhưng có giá 1 tỷ đồng. Nói thì nghe khó tin, nhưng đó cũng là câu chuyện có thật đang xảy ra trên đồi Ông Tượng, thuộc phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình. Câu chuyện đang gây xôn xao trong dư luận này sẽ được chúng tôi bàn luận sâu hơn trong chuyên mục Nóng trên mặt báo ngày hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật đáng chú ý sau đây. Giả chữ ký chủ tịch Đà Nẵng để lừa đảo bán nhà đất. Cần Thơ bắt đối tượng đánh thuốc mê trên xe khách liên tỉnh. Chuyên mục Nóng trên mặt báo, một chữ một tỷ, một kiểu đùa dai với tiền của dân. Ron Made in Việt Nam có thể chẩn bệnh cho cây trồng. Chú chuột được trao huy chương dũng cảm. Chiều ngày 27 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dư, 61 tuổi, ngụ tại số 72 Thanh Hải, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, 16 năm tù, trong đó 13 năm tội lừa đảo, 3 năm tội làm giả con dấu tài liệu cơ quan tổ chức. Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2016 đến tháng 9 năm 2018, Dư giả chữ ký, con dấu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, giấy tờ của Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng, NDS, để lừa bán đất ảo, nhà công sản chiếm đoạt 1,95 tỷ đồng. Trong đó, Dư lừa bà Lê Văn Hoài Nhân, 52 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Nguyễn, 1,4 tỷ đồng tiền đặt cọc mua 14 lô đất tái định cư 5.400m2 trên đường Nguyễn Khắc Viện, quận Ngũ Hành Sơn và nhà công sản 352 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê. Dư nói có thể chạy cho bà Nhân trúng đấu giá, nhưng sau đó Dư cắt chữ ký, con dấu của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng dán vào quyết định trúng đấu giá giả và photocopy đưa cho bà Nhân. Ngoài ra, Dư còn bị chuyện Công ty Cổ phần Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng bán giá nhà nước cho Dư 2 lô đất đường Nguyễn Hằng, quận Cẩm Lệ. Dư làm giả giấy tờ của công ty này, lừa 2 người đặt cọc 550 triệu đồng. Thưa quý vị, Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hòa, sinh năm 1961, ngụ tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, để điều tra về hành vi đánh thuốc mê cướp tài sản trên xe khách. Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Hòa nảy sinh ý định cướp tài sản. Ngày 24 tháng 9, Hòa xuống Cà Mau, ra bến xe Nam Căn, tìm con mồi thì phát hiện bà Lê Thị Lệ, ngụ xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, có đeo nữ trang lên xe khách tuyến Cà Mau Bến Tre, đi Bến Tre dự đám giỗ người nhà. Đối tượng cố ý mua vé xe đến kế bà Lệ để làm quen. Khi đến trạm dừng chân tại tỉnh Sóc Trăng, trong lúc bà Lệ đi vệ sinh, đối tượng mua 3 lon nước yến rồi lén bỏ thuốc mê vào. Khi xe đi tiếp, Hòa mời bà Lệ uống nước yến của mình mua. Sau khi uống, nạn nhân mê man, Hòa tiến lại gần bà Lệ, lấy tay gỡ sợi dây chuyền hơn 5 chỉ vàng trên cổ, nhưng bị vướng áo không lấy được. Hòa tiếp tục dùng tay gỡ chiếc nhẫn, nhưng do chiếc nhẫn quá chật, Hòa cũng không lấy được. Lúc này hành khách trên xe phát hiện, liền cùng phụ xe khống chế Hòa. Tài xế sau đó đã dừng xe tại trụ sở Phòng Cảnh sát Bảo vệ Công an thành phố Cần Thơ, phường Hưng Phú, quận Cái Răng để trình báo, giao đối tượng cho cơ quan công an xử lý. Được biết đối tượng Nguyễn Hòa từng có một tiền án về tội đánh thuốc mê cưỡng đoạt tài sản, bị Tòa án Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 9 năm tù giam, ra tù vào tháng 12 năm 2016. Do ảnh hưởng của mưa lớn, vào đêm 26 rạng sáng ngày 27 tháng 9, tại Phú Thọ đã xảy ra trận mưa lớn, khiến 2 người tử vong, 7 người bị thương. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập úng, giao thông bị chia cắt, thôn xã bị cô lập. Do sạt lở đất, nhiều nhà dân bị hư hại, các tuyến đường bị chia cắt, giao thông ùn tắc. Ngoài huyện Hạ Hòa, trận mưa lớn cũng ảnh hưởng đến nhiều huyện như Cẩm Khê, Yên Lập, Tam Nông, gây thiệt hại lớn về kinh tế. Hiện các cơ quan chức năng địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời chỉ đạo đội tìm kiếm cứu nạn, các cơ quan chức năng ở địa phương di dời người dân đến nơi an toàn, tập trung khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Thưa quý vị, câu chuyện nóng trên mặt báo ngày hôm nay ghi nhận là chuyện liên quan đến một khẩu hiệu, mà chính xác là một công trình xây lắp khẩu hiệu. Thưa quý vị, thép thì tới 3 loại, rồi bu lông, M16, rồi công nghệ CNC và cả chống sét, tổng cộng 68 hạng mục. Đây là những thứ đã làm nên khẩu hiệu 11 chữ đắt nhất hành tinh ở tỉnh Hòa Bình đang gây bão dư luận.
Vâng, công trình xây lắp khẩu hiệu 11 chữ trên đồi Ông Tượng, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Anh Kỳ triển khai, có vẻ như lại đang chuẩn bị lập nền kỷ lục mới. Dự án này, theo ghi nhận của báo chí, là một khẩu hiệu có 11 chữ do Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch Hòa Bình làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí hơn 10,2 tỷ đồng, vị chi mỗi chữ có giá gần 1 tỷ đồng. Báo Hòa Bình vừa dẫn lời bà Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để cung cấp thông tin khách quan, đầy đủ, đa chiều về công trình khẩu hiệu 11 chữ đắt nhất hành tinh này. Rằng đó là công trình lắp dựng khẩu hiệu tạo cảnh quan trang trí khu vực đồi Ông Tượng. Rằng không chỉ đơn thuần là khẩu hiệu, mang tính thẩm mỹ, là một tác phẩm nghệ thuật mà còn mang tính chất giáo dục chính trị, tư tưởng cao. Tổng giá trị thi công xây lắp khẩu hiệu 11 chữ này, theo bà Niềm, là 10 tỷ 285 ngàn đồng. Và báo chí đã nói đúng, tính ra ngót nghét 1 tỷ đồng cho mỗi chữ trên công trình khẩu hiệu này. Bà Bùi Thị Niềm giải thích lý do như sau. Riêng hạng mục chữ gồm gia công dàn mái thép bằng thép hình, gia công dàn thép bằng thép bản, lắp dựng dàn thép liên kết, bu lông M16, tấm aluminium, đục lỗ tấm thép bằng công nghệ CNC. Đặc biệt là công trình trang trí tạo cảnh quan ngoài trời, nên công trình có đến 68 nội dung, hạng mục liên quan đến hệ thống cấp điện và chiếu sáng chống sét. Tổng cộng 3 loại thép, cả bu lông M16, công nghệ đục lỗ CNC, cả chống sét, 68 hạng mục. Vâng, thưa quý vị, phải nói ngay, đây đúng là một cái khẩu hiệu to tầm cỡ và cũng tốn kém tầm cỡ. Cái khẩu hiệu to ở Hòa Bình đang cho thấy có vấn đề ngay trong mục đích giáo dục chính trị tư tưởng. Chưa biết giáo dục được gì không, nhưng thực sự nó đang tạo ra quá nhiều dư luận, tạo ra quá nhiều phê phán về sự phù phiếm, không thiết thực, tốn kém, lãng phí. Được biết, nội dung câu khẩu hiệu nói trên nhằm để bà con các dân tộc của tỉnh ghi nhớ công ơn của Bác, học tập và làm theo tấm gương Bác. Suốt cả cuộc đời hoạt động cách mạng, cống hiến tất cả cho đất nước, cho nhân dân, Bác là hiện thân của lối sống giản dị, tiết kiệm. Nhớ ơn Bác, càng phải noi theo và làm theo gương Bác. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, giấy bút, vật liệu đều tốn tiền của chính phủ, tức là của dân. Ta cần phải tiết kiệm. Nếu một miếng giấy nhỏ đủ viết thì chớ dùng một tờ to. Bác cũng bàn, nếu hoang phí xa xỉ thì ắt phải tìm cách xoay tiền, do đó mà sinh ra hủ bại, nhũng lạm, giả dối. Dòng khẩu hiệu chục tỷ đồng ở Hòa Bình đang cho thấy dù phong trào học tập và làm theo khắp nơi, nhưng nó sẽ mất đi hoàn toàn ý nghĩa với những công trình rất to nhưng không hề rõ hiệu quả. Trừ phi những phản cảm tạo ra sự phản đối cũng là một hiệu quả. Hoặc hãy nhớ là trong Bảo tàng Hồ Chí Minh có một đôi dép cao su. Đôi dép ấy cụ Hồ đã dùng để đi suốt qua hai cuộc kháng chiến. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển đề hôm nay là những thông tin về đời sống văn hóa xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, nhận định của ngành chức năng, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn của tỉnh Đồng Tháp ngày càng diễn biến phức tạp. Bên cạnh những điểm nóng sạt lở thường năm, thì thời gian gần đây, trong tỉnh lại xảy ra những điểm sạt lở mới nguy hiểm. Để ứng phó với sạt lở, nhất là thời điểm mùa lũ, chính quyền các địa phương tích cực triển khai phương án 4 tại chỗ và yêu cầu 3 sẵn sàng để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở gây ra. Vào giữa tháng 9 vừa qua, 165 mét vuông đất và mái ta luy của tuyến đường huyết mạch liên xã biên giới Thường Lạc Thường Thới Hậu A đã bị sạt lở cuốn trôi. Hiện mép sông đang áp sát vào tuyến đường, những ngôi nhà này đang chỉ còn cách bờ vực sạt lở từ 3 đến 5 mét. Tất cả đều rất chông chênh trước dòng nước chảy. Mấy lần trước không có, lỡ gốc dưới là búng nè, là trước, mới lỡ năm nay đây à. Nước nhảy nhảy lỡ vào cái nhà, từ cái nó lỡ vô cái nữa là hai chập rồi đó. Nước lên là mới sạch, còn nước giật đâu có gì đâu. Sóng gió rồi tàu bè nó chạy lỡ nước lên thì nguy hiểm. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra hàng chục vụ sạt lở, trong đó trên địa bàn huyện Châu Thành xảy ra ít nhất 5 vụ sạt lở bờ sông. Trong đó, vụ sạt lở nghiêm trọng bờ sông Nha Mơn đã nhấn chìm 7 căn nhà, hàng chục căn phải di dời khẩn cấp, gây thiệt hại tài sản nhiều tỷ đồng. Sở nghiệp viện nông thôn làm chủ đầu tư thực hiện cái dự án đo đạc giám sát giá ổn định bờ sông Tiền và thiết lập cái hành lang sạt lở khu vực đông dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Thì hiện nay dự án này đã cơ bản đã hoàn thành, đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Khi có kết quả phê duyệt thì sẽ triển khai cho các huyện, thị xã, thành phố về những cái nội dung mà liên quan đến các huyện trên địa bàn của các huyện, thị xã, thành phố.
Theo ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp, để ứng phó tình trạng này, tỉnh khoanh vùng sạt lở tiếp tục thi công các công trình hạ tầng thiết yếu trong 53 các cụm tuyến dân cư giai đoạn 2 để khẩn trương di dời người dân. Đồng thời, ngày 22 tháng 9 vừa qua, Đồng Tháp cũng có công văn về chủ trương kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ đầu tư xây dựng 4 dự án bố trí dân cư ở các huyện Châu Thành, huyện Hồng Ngự, thị xã Hồng Ngự và thành phố Cao Lãnh để bố trí chỗ ở ổn định cho 490 hộ dân nằm trong vành đai sạt lở nguy hiểm với tổng kinh phí gần 132 tỷ đồng do tình trạng sạt lở bờ sông nơi đây đang diễn biến phức tạp. Mặc dù Ủy ban Nhân dân huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam đã tập trung xe cơ giới, nhân công và nhiều phương tiện khác để khơi thông tuyến đường lên biên giới cũng như về các xã, thôn vùng cao, thế nhưng với khối lượng lớn đất đá ùn ứ tại 130 điểm sạt lở trên tuyến DT606 từ đường mòn Hồ Chí Minh đến trung tâm huyện đã gây ách tắc giao thông cục bộ. Người và phương tiện muốn lưu thông cũng hết sức khó khăn. Đoạn đường đèo dốc qua địa bàn thôn A Dốc, xã Ba Ly, cách trung tâm huyện Tây Giang khoảng 10 km. Lũ quét do ảnh hưởng của bão số 5 đã gây sạt lở nghiêm trọng. Số lượng lớn đất đá, cây cối nằm ngổn ngang ven đường. Phần diện tích còn lại chỉ đủ để một phương tiện lưu thông. Điều đáng nói đây là đoạn đường dốc, khuất tầm nhìn. Nếu không cẩn trọng, xe có thể lao dốc bất cứ lúc nào. Nhiều xe bán tải, ô tô trọng tải nhỏ đành phải dùng xe chuyên dụng buộc dây kéo qua đoạn đường trơn trượt này. Cô đi có từ Đà Nẵng lên mà từ đường khó khăn đến đây, cô phải nhờ họ chuyển hòn qua để đem lên Tây Giang bón được tiếng đồng hồ chứ mấy, là có bổn gì hết rồi. Còn đối với 6.000 người dân ở xã 03, xã biên giới A San, Chơ Rơm và Gari đang bị cô lập, để xuống đến trung tâm huyện, họ phải vượt qua 30 cây số đường đèo núi với hàng chục điểm sạt lở như thế này. Chưa kể địa hình vùng đồi núi hiểm trở, thường xuyên có từng đợt mưa lớn, bùn đất lầy lội, người dân phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm mới có thể di chuyển được. Hiện tại tuyến giao thông đến các xã đang bị chia cắt, chính quyền địa phương vẫn chưa thể tiếp cận, vì vậy lực lượng công an xã được phân công bám cơ sở, hỗ trợ người dân di chuyển khi cần thiết. Thưa quý vị, vào chiều ngày 27 tháng 9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình xác nhận, sở này vừa có kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước biển ở những khu vực có nhiều ốc xoắn dạt vào bờ từ sau bão số 5. Kết quả cho thấy nước biển ở những khu vực này đều ở mức an toàn. Theo đó, các mẫu nước biển được lấy để xét nghiệm là ở 3 khu vực xã Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch và xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Về việc hàng tấn ốc xoắn bỗng nhiên dạt vào bờ biển, ở một số xã của hai huyện Quảng Trạch và Bố Trạch và thị xã Ba Đồn trong thời gian qua là hiện tượng bình thường. Hiện nguyên nhân được đánh giá khả dĩ nhất là do ảnh hưởng của bão số 5 vừa qua. Sóng biển khiến nước ở tầng đáy của vùng biển này bị chấn động, khiến loài ốc sống ở tầng đáy như ốc xoắn bị nổi lên, sau đó theo sóng vào bờ. Trước đó, từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9, một lượng lớn ốc xoắn bỗng nhiên dạt vào bờ biển, các xã dọc ven biển của hai huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và thị xã Ba Đồn. Người dân khu vực cho biết, có ngày lượng ốc dạt vào lên đến hàng tấn. Ốc bị dạt vào bờ trong tình trạng vẫn còn sống. Hiện tượng kỳ lạ này khiến nhiều người lo lắng về việc nước biển bị ô nhiễm. Nhưng cũng có nhiều người đi nhặt ốc bán cho thương lái. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã khuyến cáo không ăn ốc này cho đến khi có kết quả kiểm nghiệm. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình, chúng tôi xin được chia sẻ đến quý vị về một thiết bị không người lái, drone, do nhóm nghiên cứu ở thành phố Hồ Chí Minh phát triển. Thiết bị này có thể phân tích bất thường của cây và đề xuất phun thuốc trừ sâu thích hợp. Dự án phát triển thiết bị không người lái có tên gọi là MySmart do hai nhà khoa học trẻ Phạm Thanh Toàn, 32 tuổi, là thạc sĩ về Deep Learning, và Trần Phi Vũ, 32 tuổi, tiến sĩ về UAV nghiên cứu, vừa lọt vào top 10 hạng mục doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và top 40 giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, iStar lần 3 năm 2020. Thiết bị có thể bay cao 3.000 mét liên tục trong 20 phút, tỷ lệ nội địa 70%. Được tích hợp trí tuệ nhân tạo, thiết bị có thể phân tích dữ liệu ảnh cây trồng, chỉ ra những bất thường của cây và chẩn đoán loại bệnh, từ đó đề xuất phun thuốc trừ sâu thích hợp. Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, thiết bị được phát triển trong thời gian hơn 2 năm. Vật liệu chính là fiber glass, sợi thủy tinh và carbon có độ cứng gấp 5 lần titanium và nhẹ hơn nhôm. Những đặc tính này được cho là giúp máy bay không người lái có khả năng vận hành ổn định bên trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hiện drone do nhóm chế tạo sử dụng trong nông nghiệp có thể phun thuốc trừ sâu cho 6 đến 8 hecta chỉ trong 1 giờ, tầm bay khoảng 5 mét, vận tốc 1 mét trên giây và thời gian bay 20 phút. Ngoài ra, drone còn có khả năng chụp hình ảnh cây trồng, xác định sâu bệnh bằng phương pháp dựng bản đồ mapping.
việc drone tự động phân tích những bất thường của cây trồng và đề xuất phun thuốc trừ sâu thích hợp giúp nông dân tiết kiệm được 90% thuốc trừ sâu, 85% nước thay vì phun cả cánh đồng để phòng ngừa sâu bệnh như trước đây. Nhóm đã thực hiện hơn 400 chuyến bay phun tưới cho hơn 1.000 hectare. Được biết, nhóm mong muốn sản phẩm sẽ đến với nhiều trang trại nông nghiệp, các cánh đồng, điện mặt trời khắp Việt Nam. Trần Phi Vũ thông tin thêm, thời gian tới nhóm tiếp tục hoàn thiện công nghệ để có thể tạo ra hàng trăm drone cỡ nhỏ có lắp đèn LED bay đồng loạt trình diễn tạo hình độc đáo trong các sự kiện ngành giải trí. Tin thế giới đáng chú ý. Mới đây, những công nhân vệ sinh môi trường phát hiện con chuột khổng lồ khi đang quét dọn hệ thống thoát nước thành phố Mexico. Hình ảnh kỳ lạ này lan truyền trên mạng xã hội cho thấy con chuột khổng lồ đã bị mắc kẹt nhiều năm trong các đường hầm dưới lòng đất. Những công nhân vệ sinh môi trường phát hiện sự việc lạ khi lấy ra khoảng 22 tấn rác thải nằm trong hệ thống đường thoát nước của thành phố Mexico. Nhìn từ xa, sinh vật có kích thước khổng lồ trông giống như thật đang ngồi trong tư thế khom người. Được biết, con chuột khổng lồ là vật dụng trang trí Halloween của một gia đình cất giữ trong nhà kho. Tuy nhiên, không may con chuột đã bị cuốn trôi sau trận bão lớn ở Mexico, khiến chủ nhân của nó cũng không biết tìm ở đâu. Sau nhiều năm gặp lại, hiện tại người chủ vẫn chưa quyết định xem bản thân sẽ làm gì với con chuột, liệu có nên giữ lại hay không. Thưa quý vị, đây là Magawa, một chú chuột vô cùng đặc biệt, hiện đang thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới. Chú chuột túi châu Phi này vừa được trao huy chương vàng danh giá cho sự dũng cảm vì đã đánh hơi được mìn và chất nổ chết người ở Campuchia. Magawa đã đánh hơi được 39 quả mìn và 28 quả bom chưa nổ trong sự nghiệp của mình. Magawa có khả năng tìm kiếm hết cánh đồng có kích thước bằng một sân tennis chỉ trong 20 phút, việc mà theo Eibobo sẽ mất 1 đến 4 ngày đối với một người có máy dò kim loại. Tổ chức từ thiện thú y PDSA của Anh đã trao tặng huy chương vàng cho chú chuột vì cống hiến tận tụy cho sự nghiệp cứu người với nhiệm vụ xác định vị trí và trả phá bom mìn ở Campuchia. Huy chương vàng của PDSA được khắc dòng chữ vì sự dũng cảm và tận tâm với nghĩa vụ. Trong số 30 động vật nhận giải thưởng, Magawa là con chuột đầu tiên. Liên tục chương trình chuyên mục Cà phê không đường, khách sạn ở Đà Nẵng ồ ạt rao bán. Thành phố Hồ Chí Minh cháy lớn cạnh chi cục thi hành án dân sự quận 9. Đậu sai làn chặn đầu ô tô, thanh niên đi xe máy bị tài xế đấm liên tiếp vào mặt. Chuyên mục chuyện ngày mới, bàn tay làm nên ước mơ. Quý vị và các bạn, theo thống kê, toàn thành phố Đà Nẵng có gần 1.100 khách sạn đang hoạt động. Thế nhưng liên tục bị ảnh hưởng bởi hai đợt dịch bệnh khiến hoạt động du lịch trở nên ảm đạm. Hàng loạt khách sạn, nhất là khách sạn thuộc phân khúc 3 sao trở lên, phải hoạt động cầm chừng và thậm chí là đã có lượng lớn khách sạn bắt đầu rao bán. Phóng sự phản ánh của cộng tác viên chương trình tại địa phương. Đóng cửa, tạm nghỉ, ảm đạm. Đây là tình trạng chung hiện nay của rất nhiều khách sạn ở thành phố Đà Nẵng. Mặc dù các hoạt động tạm dừng do dịch Covid-19 đã được phép hoạt động trở lại, nhưng vì vắng bóng du khách nên đa phần các khách sạn vẫn chưa mở cửa trở lại hoặc chỉ hoạt động cầm chừng. Đóng cửa khoảng tầm 2 đợt dịch thì khoảng mất 6 tháng. Còn ví dụ như phòng ốc thì đóng cửa lâu ngày quá thì phải bị ẩm mốc, rồi mùi này nó với xuống cấp. Năm nay thì nói chung là bên ngành du lịch thì nói chung là hơi bị trì trệ. Khó khăn. Chúng ta đã biết thì cái nguồn cung ở ngành là dịch vụ lưu trú ấy, thì rất là cao, đặc biệt là về khách sạn 3 sao, 4 sao, 5 sao khi là hoạt động trở lại vì lý do vì khách cũng chưa có đạt, về doanh thu cũng chưa có cao thì khách sạn cũng sẽ cố gắng để duy trì. Ghi nhận tại một số khách sạn mở cửa trở lại thì chỉ đạt mức buồng phòng 7-10%, trong khi chi phí phát sinh mỗi ngày đối với khách sạn phân khúc 3 sao trở lên lại quá lớn khiến khách sạn luôn phải bù lỗ. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nhiều khách sạn phải đóng cửa hay thậm chí phải rao bán do khó có khả năng duy trì vận hành trở lại trong tình hình hiện nay. Với cái xuất phát điểm rất thấp như vậy thì khó mà thuyết phục hệ thống cung ứng dịch vụ
mở cửa một cách đầy đủ trở lại, cân nhắc giữa cái chi phí vận hành với cái thương hiệu, với cái nguồn khách, với cái bảo trì bảo dưỡng, với cái nguồn nhân lực. Đấy, thì họ đứng trước những cân nhắc rất khó khăn. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, khoảng 25% số khách sạn, căn hộ lưu trú du lịch trong tổng số hơn 1.100 khách sạn đang phải rao bán. Ước tính thiệt hại tổng thu của ngành du lịch trong năm 2020 khoảng 26.000 tỷ đồng. Ngành du lịch thành phố đang triển khai nhiều nhóm giải pháp để dần phục hồi và kích cầu du lịch trong nước và quốc tế. Thế nhưng vì ảnh hưởng quá nặng nề bởi dịch Covid-19, không chỉ trong nước mà trên toàn cầu, nên chặng đường phục hồi vẫn còn dài, đồng nghĩa với việc các chủ khách sạn phải có phương án duy trì hoặc chuyển nhượng trong thời gian đến. Tiếp tục 24 giờ chuyển đổi hôm nay là những cập nhật nóng của chương trình. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy lớn tại căn nhà 2 tầng cạnh chi cục thi hành án dân sự quận 9 khiến cho nhiều đồ đạc bị thiêu rụi. Đến hơn 19 giờ, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các đơn vị liên quan của công an quận 9 thành phố Hồ Chí Minh đã dập tắt hoàn toàn đám cháy. Theo các nhân chứng, hơn 18 giờ, ngọn lửa bốc lên tại một căn nhà 2 tầng ngay đường Phan Chu Trinh, xa lộ Hà Nội, quận 9. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên rất lớn, khiến nhiều người đi đường nhầm tưởng cháy tại chi cục thi hành án dân sự quận 9. Lãnh đạo công an quận 9 cho biết, vụ cháy xảy ra tại căn nhà bếp của quán phở, không gây thiệt hại lớn và được dập tắt kịp thời. Ghi nhận tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc trời có mưa phùn nhưng ngọn lửa vẫn cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều nhiều cán bộ chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường. Cũng theo ghi nhận, lực lượng chức năng đứng tại chi cục thi hành án dân sự quận 9 để phun nước. Phía căn nhà 2 tầng, lực lượng làm nhiệm vụ cũng bắt thang phá cửa để tiến hành chữa cháy. Mới đây, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn clip ghi lại màn xô xát giữa tài xế ô tô và thanh niên chạy xe máy, đã ngay lập tức trở thành chủ đề thu hút nhiều bình luận. Theo những gì được ghi lại, thanh niên chạy xe máy dừng sai làn khiến ô tô không thể rẽ dù đèn giao thông đã chuyển màu xanh. Khi bị nhắc nhở, thanh niên này còn ngoan cố cự cãi, nhất quyết không nhường đường. Thậm chí anh ta còn lớn tiếng quát lại đối phương. Không giữ được bình tĩnh, tài xế ô tô lao xuống đường, quyết nói lý lẽ và sau đó cả hai đã lao vào cuộc xô xát. Sự việc ồn ào khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn. Thưa quý vị, dù thanh niên chạy xe máy là người sai trước và ngoan cố không chịu nhường đường, nhưng phản ứng sau đó của tài xế ô tô cũng chẳng nhận được sự đồng tình từ số đông. Thanh niên đi xe máy sai làn, chặn đầu ô tô không cho người ta rẽ mà lại còn cự cãi, sai lại càng thêm sai. Nhưng tài xế ô tô cũng không phải dạng vừa, lao vào đánh đấm túi bụi khiến người khác cũng bị liên lụy. Những hành vi vô ý thức như thế này cần phải có chế tài xử phạt thật nghiêm, không chỉ tránh gây họa cho bản thân mà còn gây phiền hà cho những người xung quanh. Tiếp theo cũng là một tình huống giao thông hy hữu mà chúng tôi vừa ghi nhận được xảy ra giữa xe bán tải và xe máy. Theo nội dung đoạn clip do camera hành trình ghi lại, tình huống nguy hiểm khi chiếc xe máy do nam thanh niên điều khiển chở theo một thanh niên khác ở phía sau, phóng nhanh và đâm vào đuôi xe bán tải. Cú tông mạnh khiến thanh niên cầm lái cùng chiếc xe máy ngã xuống đường. Riêng thanh niên ngồi sau lộn một vòng, rồi đúng vào thùng xe bán tải. Sau đó, thanh niên này đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhảy xuống đường. Thưa quý vị, vụ tai nạn này đã khiến dân mạng xôn xao bàn tán. Đa số bình luận đều cho rằng thanh niên phóng xe máy tốc độ cao, cầm lái thiếu tập trung, cộng thêm không đội nón bảo hiểm, dẫn đến va chạm đáng tiếc. Còn số khác cho rằng hai anh chàng này xuất thân từ ngành xiếc và nấy diện xiếc trên mọi nẻo đường. Vâng, một pha va đập ngoài sức tưởng tượng. Trung gian nhìn mà cứ tưởng cảnh phim hành động có diễn viên đóng thế. Rất may là vụ tai nạn không gây thiệt hại nặng nề, nhưng sẽ là một sự cố nhớ đời cho cả hai anh chàng này. Quý vị thân mến, để làm được một sản phẩm thủ công đối với một người bình thường đã không phải là một điều dễ dàng. Vậy mà có những sản phẩm thủ công tinh xảo, sáng tạo, sinh động vươn ra thế giới lại được tạo nên từ bàn tay của những người lao động khuyết tật. Vâng, những ý tưởng được thể hiện qua đôi bàn tay và cũng chính từ đôi bàn tay lại hiện thực hóa ý tưởng đó cùng một câu chuyện riêng, bản sắc riêng vào từng sản phẩm. Nhân tuần lễ quốc tế người khiếm thính, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện trong chuyên mục Chuyện ngày mới hôm nay để hiểu hơn về mong ước, hy vọng của họ. Không giống với những hợp tác xã thông thường tại Kim Việt, không có nhiều âm thanh, không có tiếng nói cười, mà chỉ có tiếng lách cách của chiếc kéo, tiếng kim khâu, bởi nhân viên ở đây 100% đều là người khiếm thính.
Tôi là người khuyết tật cho nên là cái việc cho tôi rất mong muốn rằng có thể mà hỗ trợ được những các bạn khuyết tật để có công việc, cuộc sống nó tốt hơn. Khiếm khuyết ở trên cơ thể của các bạn ấy thì làm cho các bạn ấy có được những cái tính kiên nhẫn, sự cần cù. Và có lẽ cũng chính vì thế, những sản phẩm mà họ làm ra lại vô cùng bắt mắt và đẹp đẽ như thế này. Không thể diễn tả bằng lời, nhưng qua đôi bàn tay, những ý tưởng được hiện thực hóa, mang theo mơ ước và hy vọng về một tương lai tươi sáng, đẹp đẽ. Lúc mới đến rất là khó khăn, tôi thấy chán lắm, nhưng bạn khuyên tôi cố gắng từ từ, sau đó sẽ quen. Sau đó tôi học hỏi được văn hóa, sản phẩm ở Kim Việt. Làm ở đây không có nghe nói, tất cả chúng tôi đều truyền tải qua nhau bằng mắt, dẫn đến đôi bàn tay, từ mắt chuyển tải đến tay, tôi cũng tự thấy rất giỏi và rất đẹp. Thời điểm tôi chưa biết Kim Việt, tôi chưa biết làm ở đâu, cuộc sống của tôi rất vất vả vì tôi là trụ cột chính của gia đình. Chúng tôi không nói được, không nghe được, vì vậy chúng tôi đặt hết hy vọng và công việc lên đôi bàn tay. Với mỗi sản phẩm, tôi đều dùng hết con tim, cái óc của mình lên đôi bàn tay để có thể tạo ra những sản phẩm đẹp nhất. Ra đời từ năm 2013, đến nay Kim Việt trở thành ngôi nhà của những ước mơ bởi sản phẩm không chỉ gửi gắm thông điệp ý nghĩa về văn hóa, mà mang khao khát được làm việc, được cống hiến của người khuyết tật. Các bạn ấy lại là cái người không nghe, không nói được, hoàn toàn là nghe bằng mắt và cảm nhận bằng cái sự sáng tạo và cái sự thông minh của người ta. Các bạn ấy rất là tập trung. Những cái sản phẩm của các bạn ấy đặt hết những cái ước mơ, những cái hy vọng và những cái niềm vui, niềm hạnh phúc. Cộng đồng người khuyết tật ai cũng có tự ti, mặc cảm, từ đó nó kéo tất cả mọi thứ đi xuống. Thế nhưng đến đây chúng tôi đã được khơi dậy là sự tự tin và năng lượng tích cực, được sống có ích. Chúng tôi luôn tự khích lệ lẫn nhau và khẳng định bản thân là mình làm được. Và bây giờ tôi luôn khao khát sẽ được làm việc, được cống hiến, dù là những việc làm của chúng tôi rất nhỏ. Bằng mọi sự cố gắng, mới đầu là thành công ít, nhưng bây giờ là rất lớn với tôi. Càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sống như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sống với nơi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Thưa quý vị, không thể nói cũng không thể nghe, những điều mà người khiếm khuyết tại đây có thể làm là đặt hết hy vọng vào đôi bàn tay, tạo nên những sản phẩm đẹp nhất, đặc sắc nhất. Và họ đã khẳng định cho chúng ta thấy họ đã thành công từ những gì họ đang có. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ, 18 giờ và 22 giờ mỗi ngày. Đồng thời quý vị cũng có thể xem lại chương trình 24 giờ chuyển động trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.